Kỳ Duyên bị đặt lên bàn cân so sánh với hoa hậu Thanh Thủy, hơn 10 năm kinh nghiệm nhưng ứng xử kém xa đàn em, liệu khán giả có đang quá khó tính với Kỳ Duyên. Cộng đồng fan sắc đẹp đang sôi động hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên hai chánh cung hoa hậu Việt Nam là Kỳ Duyên và Thanh Thủy cùng đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế, cùng được ủng hộ rầm rộ khi ra sân bay nhưng truyền thông khi hai nàng hậu nhập cuộc lại có phần trái ngược nhau hoàn toàn. Mới đây nhất Thanh Thủy có phần chia sẻ về việc tiếp thu những ý kiến của khán giả trên chặng hành trình chinh phục vương miện hoa hậu quốc tế 2024. Nhiều khán giả khuyên nàng hậu nên tác tài khoản mạng xã hội của tổ chức Miss International vào bài đăng của mình để có thể gây ấn tượng và xuất hiện nhiều trên trang chủ cuộc thi. Sau những lời góp ý chân thành từ khán giả Thanh Thủy đã chia sẻ lại trên trang cá nhân cụ thể như sau. Tất cả mọi bài viết Thủy đều gắn thẻ và mời tổ chức Miss International làm cộng tác viên hết mọi người nè, nhưng do các thí sinh bạn nào cũng xinh. Bạn nào cũng có bài viết hay nên tổ chức không thể chấp nhận hết tất cả lời mời của Thủy được, cũng như trong bài viết mọi người sẽ không thấy Thủy mời nè. Thủy chia sẻ thêm để mọi người đỡ lo lắng, Thủy cảm ơn mọi người đã nhắc nhở nhé. Thủy yêu mọi người rất nhiều. Sau những lời tâm sự với khán giả, Thanh Thủy nhận về nhiều lời khen có cánh vì cách ứng xử quá khéo léo quá dễ thương. Thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét Thanh Thủy dù kém cả tuổi đời và tuổi nghề nhưng nàng hậu lại có phần ứng xử khéo léo hơn so với Kỳ Duyên. Trước đó Kỳ Duyên vướng tranh cãi khi thẳng thừng cãi tay đôi với khán giả. Khi có bạn fan để lại thắc mắc phía dưới bài viết của hoa hậu Kỳ Duyên: Sao outfit hôm nay không đăng mà toàn đăng outfit hôm qua thế chị? Ngay sau đó Kỳ Duyên có phần có phần gắt gao khi thẳng thừng đáp trả bạn khán giả, chị thích được không em, hỏi gì lời trả lời quá. Chị đi thi thời gian ngủ còn không có nữa, chụp hình chỉ kịp gửi cho bếp. TikTok mọi người cắp dùm, em vô đó coi đi cho đỡ hỏi. Ngay sau đó những lời đáp trả của Kỳ Duyên lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng bạn khán giả chỉ đang quan tâm đến hành trình của Kỳ Duyên và những lời nói cũng không có phần khiêu khích, nên những lời đáp trả của nàng hậu được cho là kém tinh tế cũng có bộ phận khán giả cho rằng nên thông cảm cho nàng hậu vì kỳ duyên đang trong một lịch trình vô cùng dày đặc của Miss Universe lại đang áp lực vì kỳ vọng của khán giả nước nhà. Thanh Thủy là hoa hậu tránh cung đầu tiên được cử đi thi Miss International 2024. Từ những ngày đầu nhập cuộc cho đến bây giờ Thanh Thủy luôn ghi ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và ban tổ chức cuộc thi, nàng hậu luôn khéo léo lựa chọn những trang phục thanh lịch. Tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của mình cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, Thanh Thủy dễ dàng trở thành cái tên được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế tin tưởng sẽ đạt top cao vào năm nay. Hơn hết, cô nàng còn thể hiện được sự hòa đồng và thân thiện khi giao tiếp tốt với tất cả các đại diện khác, lại còn hỗ trợ các thí sinh. Tất cả những thể hiện của nàng hậu gen z hiện nay khiến khán giả Việt vô cùng tự hào và mong chờ vào chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Trái ngược với Thanh Thủy, Kỳ Duyên gặp nhiều trở ngại trong những trạng hành trình đầu tiên của mình tại Miss Universe 2024. Có lẽ vì nàng hậu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm là hoa hậu và người mẫu nên khán giả có phần khắt khe hơn với những thể hiện của nàng hậu. Kỳ Duyên liên tục bị khán giả soi ra những màn ứng xử kém thành thạo tiếng Anh của mình. Qua những ống kính bên lề cuộc thi cho thấy nàng hậu còn khá cứng nhất trong các biểu cảm trên gương mặt. Ngoài việc nàng hậu luôn gây ấn tượng với những outfit đậm chấm fashion của mình thì những phần giao tiếp ứng xử của nàng đối với công chúng còn nhạt nhòa. Nhiều khán giả cho rằng Kỳ Duyên đang thực hiện chiến lược ém skill cho những đêm thi quan trọng như Miss Universe Việt Nam nhưng thực tế màn trồi sụt về phong độ của nàng hậu khiến fan vô cùng lo lắng